vợ chồng hậu vệ Nguyễn Thành Trung xả bộ ảnh chuẩn bị đón Tết 2024. Mới đây, trên trang cá nhân hậu vệ Nguyễn Thành Trung và vợ Ngô Tố Uyên vừa khoe bộ ảnh chuẩn bị đón Tết năm 2024. Cặp đôi cùng con trai chụp ảnh trong studio và lựa chọn trang phục áo dài truyền thống để chụp ảnh. Nhan sắc của bà xã Thành Trung lập tức gây chú ý. Ngày thường, cư dân mạng thường hay thấy một nàng hot girl xuất hiện giản dị, ít trang điểm. Tuy nhiên qua những bức ảnh được đăng tải, Tố Uyên lại có phần đăm thắm, mặn mà hơn với gương mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng bóc. Được biết bà xã của hậu vệ Nguyễn Thành Trung là một trong những nàng watch xinh đẹp của tuyển Việt Nam hiện nay. Cô nàng cũng sở hữu hơn 94.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Nàng watch sinh năm 2000 thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường xinh đẹp, nhận được nhiều lời khen của người hâm mộ. Bên cạnh đó, cô nàng cũng ghi điểm với phong cách thời trang trẻ trung, năng động, đôi lúc gợi cảm và có phần táo bạo. Ngoài thời gian chăm sóc chồng con luôn để ý đến bản thân nên dù con còn nhỏ nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Cô nàng được khen sinh kiểu đằm thắm là minh chứng rõ ràng cho câu nói gái một con trong mòn con mắt. Hiện tại, Tố Uyên đang theo đuổi công việc kinh doanh online và còn là một người mẫu ảnh.